Xin chào quý vị và các bạn. Là nghệ sĩ hôm nay, xin được giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện về một người cán bộ hội nông dân đam mê ca tài tử. Anh tên là Nguyễn Minh Trung. Thưa quý vị, anh Trung hiện là phó chủ tịch hội nông dân xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Anh rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc và rất đam mê âm nhạc tài tử cải lương. Là một cán bộ hội nông dân, anh không chỉ thích hát mà còn thích sáng tác. Với mong muốn truyền tải những gương sáng điển hình về vùng đất và con người Bình Dương, đặc biệt là người nông dân. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử xã nhà, anh Trung với sự ủng hộ của gia đình đã dựng một sân chơi tại gia để hàng tháng các nghệ nhân yêu thích bộ môn đờn ca tài tử lui tới giao lưu. Cất trong tim lá thư này anh gửi về là lòng anh đó sống giữa muôn ngàn sóng dâng cao đầu súng vẫn nhớ về người tình. Giữa trời nước mênh mông anh nhớ về em với tình yêu son sắt. Biển đảo khơi xa ngày đêm anh canh giữ cho hai phận bình yên nên không về kịp để thăm nhà. Gửi về em nhành qua biển làm quà nhiệm vụ đời trai lên đến trên sông nước anh yêu nhiều biển đảo Trường Sa ở nơi này quanh sông nước bao la anh cùng đồng đội tuần tra cuối bài đầu gần. Kẻ thù kia còn nuôi mộng tâm lăng thì trách nhiệm đời trai anh lo tròn sao trước. Thời gian mà làm việc ở cơ quan thì mình cũng gần gũi với lại người nông dân, bởi vì em làm bên hội nông dân thì mình giúp cho hội viên nông dân tiếp thu cận những nguồn vốn từ ngân hàng chính sách với lại quỹ hỗ trợ nông dân để người dân ngày càng phát triển kinh tế. Thì người ta nói là kinh tế ổn định thì người dân mới có được cái sự an nhàn trong cuộc sống, thì người ta sẽ mới dần đến những cái giải trí trong cái mảng nghệ thuật. Thì nó cũng gắn kết, nghĩa là mình cũng đam mê về bộ môn đờn ca tài tử cái lương đó, thì tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt thì cũng từ những người nông dân người ta đến đây sinh hoạt giao lưu học hỏi, thì đó cũng là những cái nguồn cảm hứng mà để lấy mà mình vừa có thể là đi sáng tác được những cái bài hát nó liên quan luôn. Cũng hẳn như là em cũng có một cái bài sáng tác mà đạt giải, đó là nói về hai nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở tại địa phương. Thật sự nói như khi mình sáng tác ra mà mình hát nó thì mình học lại cũng giống như một bài của các anh chị khác sáng tác ra, nên là mình cũng vừa hát bài của mình vừa hát của cái bài của các anh chị khác để hát bài của những tác giả khác để mình học hỏi cái cách viết bài, cách sáng tác ở trong đó mình học hỏi được cái nghệ thuật viết bài đó. Em thích hát nhưng mà cái sáng tác là có là duyên nghề, là tổ cũng cho mình theo, nên là đến một cái kỳ thi nào đó thì nói chung là cũng dành một chút thời gian, nhưng mà lần nào là tổ cũng cho mình có một cái giải lắm, cái đó là cái động lực á, khuyến khích động lực để mình đi tiếp chặng đường để mình sáng tác thêm được những bài hát mới này.
bờ đê, con mải mây đồng ruộng. Mỗi khi con về muộn, mẹ âu lo bữa cơm chạnh buồn. Giờ con xa xa quá, nhưng tình mẹ vẫn bao la. Gánh thâm tình quằn lưng mẹ trong mưa, vì tương lai thương con vẫn chưa về. Ngôn ngữ trần gian sao dài khờ nông cạn, ơn mẫu từ vô hạn. Tiếng mẹ ơi sao không tận không cùng, thì đến năm 2018 thì bắt đầu thi sáng tác ở Đồng Nai và đạt giải, thì đó là cái bài đầu tiên đạt giải. Rồi đến năm 2019 thì nó đã được ba bài cũng nằm trong giải cao, một giải nhì, một giải ba và một khuyến khích. Khi thành lập cái câu lạc bộ ở tại đây á, thì bắt đầu em nói khi thành lập câu lạc bộ thì ba mẹ là người một gọi là hậu phương vững chắc á, thì ba mẹ là xây luôn cái sân khấu tại nhà để làm một cái điểm cho anh chị em sinh hoạt và giao lưu nó thoải mái hơn. Cũng mong muốn là được cái sự quan tâm của từ cấp xã, cấp địa phương nhiều hơn, để thứ nhất là mình tổ chức các buổi giao lưu nhiều hơn này, rồi mình có thể là đem cái này đi ra biểu diễn để phục vụ cho người dân, thì như vậy mình mới thu hút được nhiều hơn những người yêu thích bộ môn này đến với bộ môn là ca tài tử, này nó mới giữ vững và nó nói dài đến về sau. Còn đối với bản thân em thì cần sẽ được phải trau dồi thêm ở cái chỗ là mình đi học thêm ở cái giống như là trại sáng tác. Rồi nói với thật sự là học hát đàn ca tài tử nó rất là nhiều, mình học hoài vẫn không hết được. Từng cánh thư sinh tờ đất liền ra đảo, là niềm tin là hẹn ước mong chờ. Anh và em mình gắn bó từ bao giờ, mỗi cánh thư sinh mang bao triệu mến, chan chứa ân tình người hậu tiến gửi nơi xa. Năm tháng miệt mài anh canh giữ biển Trường Sa, thư em gửi cùng anh nung ý chi. Từng dòng